Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Sài Gòn Lifestyle sẽ quay trở lại với video, đó là combo tái chế và từ những cái lò thủy tinh mà mình dùng xong trong nhà bếp mình, thay vì mình vứt đi á, thì mình tái chế nó và kết hợp với những cái hạt của những cái trái cây mình hay ăn, thay vì mình cũng vứt đi, thì bây giờ mình ươm nó lên và sau một thời gian á, thì mình sẽ có được cái combo là lò thủy tinh và cây xanh tái chế trong nhà. Và các bạn thấy đây là thành quả sau tầm khoảng tầm tháng rưỡi đến 2 tháng. Thì nhưng mà cái thời gian mình quan tâm để mình chuẩn bị cho cái này nó không có nhiều ha. Thì sau đây kênh Sài Gòn Lifestyle sẽ làm một video chi tiết để làm thế nào để tạo thành một cái combo này. Và các bạn có thấy cái combo này á, thì nó cũng rất là đẹp, màu nó rất là tươi, và các bạn có thể là tùy biến để trưng bày trong nhà cũng như là bạn làm việc. Thì chúng ta có một ít cây xanh bình thường chúng ta phải mua trên mạng á, thì cũng tầm khoảng 100 đến 200 ngàn cái combo này. Thì bây giờ mình đã có thể làm nó từ những cái vật dụng từ nhà bếp, thay vì mình bỏ đi thì mình dùng nó. Và mình xin bắt đầu, và mình xin giới thiệu cái cây này á, là cái bơ ha, cái bơ. Và cái trái bơ này á, đặc biệt nó có thể là sống được trong nước, các bạn thấy không? Và cái này rễ của nó bươn ra, và đặc biệt nó sống trong nước và cuộc sống cũng rất là tốt, nên các bạn đừng lo lắng. Và khi các bạn làm cái này, các bạn có thể xài được cả 1 năm. Mình vì sao 1 năm? Bởi vì hiện tại thì cái từ lúc mình sử dụng cái này á, thì không có cái nào mình chưa xài lâu hơn nên mình chưa quyết định, nhưng mà mình nghĩ nó cũng có thể sống được rất là lâu ha. Rồi nó bắt nguồn từ đâu thì các bạn thấy trong nhà bếp mình có rất nhiều loại hạt mình khi mình nấu ăn á, mình không dùng mình bỏ đi. Ví dụ đây là một cái hạt của cây mướp đắng, và đây là một cái chai nước mắm ha. Thì những cái chai này rất là đẹp, thay vì mình vứt đi vô thùng rác á, thì nếu như mà bên bên rác người ta phân loại được á, thì người ta cũng có thể đem đi những cái công ty tái chế, nhưng mà vô tình nếu người ta làm bể hoặc gì đó là rất là nguy hiểm. À, cho nên mình thấy cái chai này cũng rất đẹp nên thường mình sẽ tái sử dụng nó. À, thì mình tiến hành như thế nào? Ok, cực kỳ dễ. Các bạn chỉ cần đem những cái hạt ở nhà bếp mà không dùng đi vào, và chúng ta bỏ ở cái gốc cây. Thì bình thường những cái hạt này á, thì mình cứ vứt như vậy đi. Nếu mà nó không có lên mầm á, thì nó cũng tạo lại nụ mùn cho cái chậu của mình. Còn nếu mà nó lên mầm á, thì nó sẽ là rất là thì mình sẽ sử dụng nó ha. Và các bạn thấy không, mình chỉ cần làm như vậy thôi, rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Và điều đặc biệt đó là mình không cần quan tâm đến nó, cái việc mọc mầm này là rất là tự nhiên, mình chỉ cần tạo độ ẩm nó thôi. Thì các bạn sẽ để ý là cái đất của mình á, là mình giữ được cái độ ẩm như thế này ha. Rồi, và mình forget it in two trong vòng 2 đến 3 tuần. Thì thỉnh thoảng thì lâu lâu mình ra vườn á, thì mình tưới, thì mình nhớ mình tưới cái chỗ này và mình quan sát những cái mầm mình có lên hay không. Và sau khi mà lên xong á, thì mình tầm 2 3 ngày á, thì mình sẽ gom lại rồi mình bỏ vào cái khi mà nó có được bộ rễ rồi á, thì mình sẽ bỏ vào chậu thủy tinh có nước thì nó sẽ phát triển. Và các bạn thấy không, mình cũng đang dần dần chuyển qua những cái đồ tái chế. Và mình hy vọng một cái tip này của video của mình á, sẽ mang lại đến cho các bạn nhiều cái thông tin hữu ích để các bạn cũng có cái động lực để tiến hành tái sử dụng những cái đồ dùng trong bếp của mình nhé. Vâng, kênh Sài Gòn Lifestyle, chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào.